Từ cách đây rất lâu, trong giang hồ tương truyền rằng có một thanh kiếm được mệnh danh là Quả Long Thần Kiếm. Và từ hơn 1000 năm nay, không ai biết được thanh kiếm này đang ở nơi đâu. Nhưng nghe giang hồ đồn, nếu ai có được thanh kiếm này thì sẽ lĩnh ngộ được bí kíp võ học trong thanh kiếm, trở nên vô địch thiên hạ. Ê cô, ta nghe đồn ngươi có một cây hàng bự dài lắm đúng không? Mau móc hàng ra cho ta coi. Ta không rảnh và cũng không thích đấu kiếm với người. Kiếm của ta là để chém bưởi, đầm bướm. Ta không quan tâm ngươi bông hay trái. Ta cũng không phải tới đây để chơi trò giao thông với ngươi. Ta tới để lấy Quả Long Thần Kiếm. Mau đưa hàng nóng ra đây. Ngon thì nhào vô, tao đớp vào đó. Mày làm gì tao? Thằng này láo. Dạ. Lăng Ba Di Bộ. Á đù, giỡn thôi mà làm thiệt hả? Hey, Sĩ Hùng, Liêu Liêu, mau ngoan ngoãn giao Quả Long Thần Kiếm ra đây, ta sẽ tha cho ngươi. Ngươi đừng có mơ. À, thằng này cũng không phải dạng vừa đâu, khó nhai à nha. Thằng cu này nhìn mặt nó ngu như con chim cu, không ngờ nó cũng biết võ công. À, tuột luôn bao ra luôn rồi à. Đấu kiếm không bao, thằng này nguy hiểm nha. Ta sẽ cho người nếm mùi tuyệt kỹ Long Thôn Thức. Mày hả bưởi? Mày lộn rồi, tao không có bưởi, tao có chuối thôi. Hai đứa cứ từ từ rồi khoai cũng nhừ mà. Music. What the hell? Mau đánh giùm ta bài. Không phải dạng vừa đâu. Please. Are you ready? Tôi không phải là dạng vừa đâu. Tôi không phải là dạng vừa đâu nha. Tôi không phải là dạng vừa đâu. Ê, bài này nghe cũng hay đó chứ. Tối dậy đào lót nghe mới được. Có vẻ thằng cu này ghiền bài này rồi. Mà sao mày biết tao có hàng mà đến tiệm? Có lẽ ngươi không biết Thanh Hà đã chết dưới tay ta. Và chính ta đã tìm được tờ giấy ghi tung tích Quả Long Thần Kiếm trong đống bưởi của mụ ta. Hoàng Bắc Thạch Lâm. One minute ago. Ta sẽ cho người thấy tuyệt chiêu chém dưới thần kiếm của ta. Sĩ Hùng, có ngon qua đây. Chú còn non và xanh lắm, khỏi dẫn mặt với chị nha cưng. Và bây giờ hãy nếm mùi rắm thần công của ta. Ôi mẹ ơi, thối vãi nồi. Sống bưởi trên không. Nếu mình không chơi chiêu, khó mà thắng được ả đàn bà bá đạo này. Chưa hết đâu, và bây giờ là tuyệt chiêu xoay bưởi liên hoàn trảm. Chuối cao mà mày đặt đấu với bưởi năm rồi hả? Coi chừng dập chuối đó nha. Bưởi con mụ này có vẻ cũng nhiều nước. Được, cắt bưởi đem về bán cũng có lời. Bưởi của ta, để mày ép hay sao? Ta không ép, thì còn ai ép?
đây là tuyệt kỹ ép bưởi lấy cốt tròn. Không có mẹ nó bưởi mà ta rồi. Game over. Ba nội cha mày. Hình như là ép xong rồi tụi bay ơi. Bưởi của ta 8.000 đô hai túi silicon. Bưởi còn người còn, bưởi mất người mất. Thì ra chính ngươi là người để ép bưởi của mụ Thanh Hà đó sao? Ta còn chưa kịp ép bưởi mụ mà ngươi đã giáp. Mau giao bưởi của mụ ra đây. Đâu có dễ vậy. Một cặp bưởi của mụ Thanh Hà đổi lấy quả long thần kiếm. Are you okay?